Khoa học này thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng rồi nhé, nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn với những người nào mà đang thực hành các bộ môn, ví dụ là bộ môn Reiki mà mình là đào tạo đấy. Nội dung khoa học thì đây là cái nội dung cơ bản, tuy nhiên cái nội dung khoa học này nó chưa đủ, chưa đầy đủ đó, nó chưa đầy đủ. Thì để hiểu về nội dung khoa học thì mọi người có thể là mọi người click vào trong phần link đăng ký, mọi người sẽ nhìn thấy tất cả những nội dung khoa học đấy đấy. Trong trường hợp mà các anh chị chưa được nhận những cái nội dung trong cái khóa học đấy thì các anh chị nhắc nhá, nhắc mình để mình nói cho mọi người nhé. Bởi vì trong đây thì có một vài điều mà nó chưa được nhắc tới. Đó nghĩa là trong quá trình mà mình biên soạn đấy thì nó vẫn còn rất là nhiều. Rồi ok, về tổng quan của các luôn xa. Ở đây chúng ta nhìn trên màn hình này, chúng ta sẽ thấy rằng là có tổng cộng là 7 cái luân xa đang quay. Đây là 7 cái biểu tượng cho 7 cái luân xa. Đó, 7 cái biểu tượng cho 7 cái luân xa. Và luân xa thì lúc nào cũng quay nhé, lúc nào nó cũng quay. Được chưa? Lúc nào nó cũng quay, chứ không phải là luân xa nó dừng quay. Dừng quay tức rằng nó không hoạt động. Bởi vì cái khái niệm của luân xa ấy, nó chính là các điểm nút năng lượng xoáy. Được chưa? Năng lượng sẽ xoáy tròn và đi vào khu vực đấy. Đó, tí là chúng ta đi tìm hiểu. Thì cái khái niệm nó là cái gì? Khái niệm thì thực ra khái niệm thì nó có rất nhiều khái niệm khác nhau, và mỗi một khái niệm thì nó lại thực ra thì nó vẫn hướng về là các điểm vùng xoáy năng lượng thôi, nhưng cái cách thức gọi lại khác nhau. Đó, thì luân xa thì nó xuất phát từ tiếng Phạn cổ. Đó, nó có nghĩa là những cái vòng tròn xoáy xoáy theo chu kỳ mô tả cái chuyển động quay năng lượng, tức rằng là tại khu vực luân xa này có một sự quay năng lượng và năng lượng đi vào theo chiều chiều xoắn ốc. Đó, nó đi vào và đi ra. Đó, nhưng mà nó không phải là đi xuống đâu, mà nó sẽ đi theo hình phễu. Tí nữa chúng ta nhìn hình ảnh chúng ta sẽ thấy nhá. Thì luân xa là gì? Luân xa chính là các điểm xoáy năng lượng trên cơ thể. Và mọi người nhớ này, không phải chỉ có 7 luân xa trên cơ thể. Không phải chỉ có 7 luân xa trên cơ thể, và không phải hệ thống nào cũng có chỉ có 7 luân xa. Có rất nhiều hệ thống luân xa khác nhau. Nhưng ví dụ như ở đây chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là 7 luân xa chính. Đó, 7 luân xa chính, hay gọi là 7 cái đại luân xa trên cơ thể. Còn có rất nhiều hệ thống, thậm chí là có 12 luân xa. Những cái 12 luân xa này thì có đến tận 4 luân xa nó không thuộc về cơ thể, nghĩa là nó nằm ngoài rìa cơ thể. Hoặc có những hệ thống tận 108 luân xa. Đó, và hoặc là có những cái hệ thống gọi là có những luân xa nhỏ. Ví dụ lòng bàn tay chúng ta có luân xa, lòng bàn tay chúng ta có luân xa, lòng bàn chân mình có luân xa. Đó chính là các luân xa nhỏ. Ví dụ lòng bàn chân của chúng ta thông thường là nó có luân xa ở cái huyệt này mọi người khá là nhiều, đó chính là cái huyệt Dũng Tuyền. Đó, và lòng bàn tay chúng ta là cái huyệt Lao Cung. Đó, đấy là lý do tại sao mà các bộ môn về năng lượng họ lại dùng là gì ạ, là bàn tay ánh sáng, là bàn tay chữa lành. Để chưa, là người ta lại sử dụng bàn tay, tất cả các bộ môn năng lượng đều sử dụng bàn tay. Đó, và khi bắt đầu update lên rồi nó không sử dụng bàn tay nữa, mà nó sẽ sử dụng bằng bằng chính cái ý nghĩ của mình này. Được chưa? Bởi vì chính ý nghĩ của mình chính bằng năng lượng. Thì chắc chắn là ai ấy học cái bộ Reiki rồi sẽ cũng biết là khi học lên nâng cao chúng ta còn không cần phải đặt tay nữa. Tuy nhiên, nếu về xét về cái mức độ cơ bản thì tất cả các bộ môn đều sử dụng lòng bàn tay, bởi vì khu vực này nó có một cái luân xa. Đó. Các anh chị không cần phải học năng lượng. Các anh chị đến khi mà anh chị thả lỏng, các anh chị ngồi thiền ấy, để tay ngửa lên trên như này này, đặt tay đủ đến đùi để ngửa lên như này, sẽ tự cảm nhận được cái vòng xoáy trong lòng bàn tay. Đó, tất nhiên là tâm trí mình phải đủ tĩnh để mình cảm nhận được cơ, còn tâm trí mình bị kéo đi thì không cảm nhận được đâu. Nghĩa là các anh chị không phải học bất kỳ một điều gì cả. Cái này nó là cái vốn dĩ mình vẫn có. Được chưa? Cái vốn dĩ mình vẫn có. Còn khi các chị học các bộ môn năng lượng thì tức là các anh chị đang mượn nguồn năng lượng khác. Đó, thay vì anh chỉ sử dụng cái năng lượng của mình. Đó, được chưa? Thì đây chính là cái khái niệm của luân xa, và tất cả chúng ta đều có điều này. Tuy nhiên có một vài người thì những cái yếu tố gọi là cái yếu tố nhỏ nhặt thì nó lại khác, hơi khác một tí. Sau này mọi người sẽ thấy có những người mà những cái khu vực luân xa nó rất phát triển, có những người thì nó rất là bé. Cái cách thức test như nào, những cách kiểm tra như nào mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người nhá. Cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người, nên là chúng ta không cần phải lo. Rồi, khái niệm nó là như này, thì luân xa chính là các trung tâm năng lượng của con người. Được chưa? Chúng là các khe hở để năng lượng sống chạy vào và đi ra khỏi trường hào quang của mình. Được chưa? Thì bây giờ như này thì mình sẽ có những cái phần này thì không có trong cái hóa đâu. Thì một cái trang này chúng ta nói rất là nhiều, nên rất có thể là chúng ta sẽ
không đi hết được trong 4 buổi, nên là mọi người ghi chép lại nhá. Rồi, thứ nhất này, các khu vực luân xa của chúng ta, tất cả chúng ta đều có, hãy nhớ điều này, tất cả chúng ta đều có, và toàn bộ cuộc sống của chúng ta được thực chất, bản chất cơ thể chúng ta chính là một cái cơ thể năng lượng. Có thể là có nhiều người trong các anh chị đã biết về điều này rồi đó, có nhiều người chưa, nhưng thực chất bản chất chúng ta được xây dựng bởi một cơ thể năng lượng, và cơ thể năng lượng này nó được tiếp nhận được bởi rất là nhiều nguồn năng lượng khác nhau để nuôi sống chính cơ thể này, chứ không phải là chỉ chúng ta chỉ có mới ăn mới uống đâu, chúng ta còn tiếp nhận nguồn năng lượng ở rất là nhiều cái đường khác nữa, thậm chí là những cái đường chỉ chuyên về gọi là chuyên về các đường năng lượng gọi là vi tế thôi. Tức là có những người họ ngồi thiền, họ ăn rất ít, hoặc thậm chí rằng là họ chỉ đi phơi nắng, họ chỉ đi rất thôi, là cái đường gọi là năng lượng thô, tức là ăn từ mồm vào nó đi rất ít rồi. Ai ở đây mà biết về hai vòng gọi là những cái đường khí công á, đúng không ạ, là về tiên thiên khí và hậu thiên khí. Các anh chị cũng biết rằng là hậu thiên khí chúng ta đó chính là chúng ta bắt đầu là ăn những cái vật chất từ bên ngoài vào, thay vì giống là tiên thiên khí là từ hồi xưa là chúng ta được nạp cái năng lượng thông qua khu vực rốn của người mẹ. Đấy, đấy chính là cái khu vực sau này mọi người sẽ hiểu được rằng đấy chính là cái khu vực kết nối của khu vực luân xa 2. Và tại sao khi mà đứa trẻ kết nối với luân xa 2 với người mẹ thì về sau người mẹ bị rất nhiều vấn đề như vậy, đúng không ạ? Các anh chị sẽ thấy rằng là các chị đây, đúng không? Các chị, các anh không, chắc là các anh không trải qua nhiều. Các chị sau khi sinh đẻ cảm thấy mình rất rất mất mát rất nhiều thứ, mình cảm thấy là mình rất là trí nhớ chúng ta không đủ đó, rồi thì chúng ta rất hay mất trí nhớ, rồi thì tại sao chúng ta lại rất hay trầm cảm, chúng ta rất hay tự ti, chúng ta rất hay nhìn tất cả mọi thứ theo một cái góc nhìn khác, và rất dễ gây ra một căn bệnh là căn bệnh trầm cảm sau sinh. Học xong cái phần này chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được về về cái điều này đó. Và khu vực luân xa 2 cũng là một trong những khu vực mà khá là quan trọng, chị em phụ nữ rất hay bị ảnh hưởng nhá. Rồi thì với 7 khu luân xa này là 7 luân xa chính nhá, còn những cái khác chúng ta sẽ không bàn ở đây, bởi vì 7 luân xa chính này chúng ta hoàn toàn có thể tự cảm nhận được, chúng họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, những cái khác nó gọi là thuộc về một cái tầng rất khác rồi, chúng ta sẽ không đạt tới. Và trong quá trình mà mình thực hành thì mình cũng làm việc với có 7 luân xa này nhiều nhất, tức rằng là quá trình mình đặt tay cho người khác thì mình cảm nhận được 7 luân xa này nhiều nhất đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Đấy, mọi người nhìn này, luân xa thì chính là như thế này nhá. Đây, đúng rồi, đúng rồi, khi nào chúng ta học sang phần luân xa 2 chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này, chị Vân Phạm. Đây, mọi người nhìn lên màn hình này, các khu vực luân xa nhé, thông thường là chúng ta hay nhìn rằng là nó chỉ có một mặt thôi, đúng không ạ? Thực chất các khu vực luân xa, mọi người nhìn lên màn hình nhá, nó đi theo hướng như thế này. Đây này, mọi người nhìn lên màn hình đi, nó đi theo hướng từ trước ra sau và từ trên xuống dưới. Và từ trước ra sau thì nó sẽ đi bắt xuất phát từ luân xa số 2 đi lên luân xa số 6. Và từ trên xuống dưới thì chỉ có thằng số 1 và thằng số 7 là đi hướng từ trên thôi, là theo trục dọc. Còn lại từ thằng số 2 đến 6 là nó sẽ đi từ trước vào sau. Tức rằng là các anh chị có hai khu vực liên quan đến một cái luân xa. Một là đằng trước, ví dụ khu vực luân xa tim chẳng hạn, một là đằng trước ngực, hai là đằng sau. À, luân xa ở chỗ bụng dưới chẳng hạn, một là thằng trước ngực, hai là thằng đằng sau. Đó, ta hay nghe về về khí hải và mệnh môn đấy, đó đúng không ạ? Khu vực đan điền đúng không, chính là khu vực luân xa 2. Và tại sao thằng luân xa 1 với thằng luân xa 7 nó lại đi khác như vậy, nó không phải đi từ trước ra sau? Bởi vì thằng luân xa 1 chính là cái thằng luân xa mà kết nối với năng lượng đất. Thông qua luân xa 1 chúng ta bắt đầu tiếp nhận năng lượng của đất đi vào trong cơ thể mình. Và thằng luân xa 7 này chính là cái thằng luân xa giác ngộ, sau này tí phần cuối cùng chúng ta sẽ bàn tới, là thằng tiếp nhận năng lượng từ bên trên, tức là cái năng lượng vũ trụ đấy ạ, và đi vào trong cơ thể mình. Hai thằng này là hai thằng tiếp nhận trên và dưới, còn lại ở đây có 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Từ luân xa số 2 đến luân xa số 6 chính là đi từ trước ra sau. Nên rất có thể trong trường hợp các anh chị bị ảnh hưởng luân xa này, nhưng các anh chị bị đau phía đằng sau đó, chứ không phải là bị đằng trước đâu, được chưa? Nên là trong quá trình mà mình, ví dụ mình đặt tay cho người ta, mình thấy rằng là họ có vấn đề ở đằng sau lưng, thì rất có thể rằng là cái khu vực luân xa ở trước mặt của họ cũng có vấn đề, chứ không phải là tôi chỉ đặt tay phía trước đâu, ở đằng sau lưng họ cũng có rất là nhiều cái khu vực bị ảnh, gọi là cũng có những cái khu vực ảnh hưởng. Nhưng thông thường, bởi vì cái người đây đây chỉ nói riêng về các anh chị đã học và thực hành các bộ năng lượng ấy,
Thông thường cái quá trình mà mình đặt tay cho người ta thì thường là mình chỉ đặt tay cho họ phía trước rồi đó. Và với các bức ảnh về luân xa ở trên trên mạng thì mọi người hay thấy rằng là cái mặt cắt đằng trước, tức rằng là chỉ có 1 2 4 5 6 ở 6 7 trước mặt thôi. Tức rằng là chúng ta hay bị nhầm tưởng rằng nó chỉ có một mặt thôi, thực ra nó có hai mặt nhá, nó có hai đường. Còn riêng thằng 1 7 nó hơi đi hơi khác một tí. Được chưa? Thì bây giờ mọi người nhìn này, mọi người hãy hình dung nhá. Để này cho nó dễ này, dễ hiểu này. Luân xa nó chính là những cái hồ. Đây. Đây không. Bạn này bạn ấy không có gì đây. Đây. Luân xa chính là các hồ. Một cái hồ này, hai cái hồ này, ba cái hồ này, bốn cái hồ này, năm cái hồ này, đó, sáu, bảy, chưa? Nó chính là những cái hồ và nó đang chứa năng lượng. Tức rằng là tại tại khu vực này cái lượng năng lượng đi ra đi vào rất nhiều, nó đang lưu trữ năng lượng ở đây. Đó. Và nước đấy, các hồ liên kết với nhau bằng cái hệ thống kinh mạch, kinh rạch. Tức rằng là tất cả các luân xa này nó đều có sự liên kết với nhau nên nó có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Một thằng mà có ảnh hưởng thì rất có thể là nó sẽ ảnh hưởng sang những thằng khác nữa. Đó. Nên là tất cả những thằng này liên kết với nhau, kể cả thằng 1 đến thằng 7. Thằng 1 có vấn đề, thằng 7 có vấn đề. Thằng 7 có mà phát triển quá, ông 1 cũng có vấn đề nếu ông 1 không phát triển được. Đó. Ông 1 ông 7 phát triển nhá. Thì ông số 1 này rất dễ bị có ảnh hưởng. Đọc phát biết ngay. Đó, những cái này thì nó phải có kinh nghiệm nhá, thì bây giờ chúng ta cứ đi dần dã, sau này chúng ta đọc phát biết ngay. Thì khi mà các hồ kết nối với nhau bằng cái hệ thống kinh rạch, bằng cái hệ thống kinh rạch này, tức rằng là chúng ta đi hết nhà thì chúng ta sẽ có một cái sự kết nối đi theo đúng chiều này, đi lên đi xuống này, đi lên xuống, năng lượng luôn luôn trao đổi với nhau, đi từ trên xuống dưới, đi từ dưới lên trên đó. Và theo một vài cái thuyết, tất nhiên là những cái thuyết này chúng ta chỉ nghe là cho biết thôi nhá. Đó, thì ví dụ thuyết đông y chẳng hạn, nó sẽ nói là âm thăng dương giá. Đó, mọi người nghe về nhâm mạch đốc mạch chưa, nó chính là một cái vòng tiểu chu thiên. Thì khi bắt đầu tiểu chu thiên thì nó sẽ đi theo đường trước mặt và đằng sau lưng, nó chính thành một cái tạo thành cái vòng đó. Còn còn lại thì đấy đấy là theo cái lý thuyết đông y của y học cổ truyền. Thì lý thuyết của y học cổ truyền nó lại khá khớp với cả ông luân xa này, bởi vì tất cả tại các huyệt ở các khu vực này của các khu vực luân xa nó đều là các huyệt của đông y, đều là các đại huyệt đông y luôn á, nó gọi là đại huyệt nhá. Ví dụ như là hai thằng mà chúng ta hay gặp nhất, đó chính là thằng số 1 đây trên màn hình đây, số 1 đây này, và ông số 7 này là chính là cái huyệt Hội Âm và cái huyệt Bách Hội. Đó, Bách Hội này, Bách Hội, Hội Âm là ở ngay cái khu âm vật của người phụ nữ hay là ngay dưới bìu trái của đàn ông ấy, và Bách Hội nó là trên đỉnh đầu của mình. Thì hai cái huyệt này cũng là hai huyệt cực kỳ quan trọng và chính là hai cái huyệt gọi là hai huyệt cấp cứu đó. Bấm vào Bách Hội hoặc bấm vào Hội Âm, bấm vào Hội Âm là người ta tương truyền rằng khi mình bấm vào Hội Âm mình sẽ kích hoạt được một cái năng lượng của cơ thể để kích kích thích cái cơ thể của mình, nó sống trở lại, nó tươi sống trở khỏe trở lại, nghĩa là cái khu vực huyệt luân xa gốc này này. Tại sao nó làm điều đấy? Bởi vì nó có một cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn ở khu vực xa gốc. Nhưng thông thường là chúng ta sẽ không chạm được vào đâu nha, chúng ta không chạm được vào đâu, bởi vì nó rất khó. Bởi vì nếu chúng ta chạm vào chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái giác ngộ, bởi vì cái nguồn năng lượng này nó sẽ đẩy một mạch lên trực tiếp lên khu vực xa bảy. Thông thường là chúng ta chỉ có thể là giúp cân bằng được năng lượng ở đấy thôi, và khu vực xa gốc rất quan trọng. Tại sao quan trọng thì có thể trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luân xa gốc. Được rồi. Rồi. Tiếp tục nhá. Thì ở các khu vực này nó chính là các hồ năng lượng và các sự liên kết đây chính là cách kênh rạch. Đấy mọi người cứ hình dung đơn giản như thế. Vậy thì các hồ hồ ở đây không nghĩa là chúng ta để chữa lành các luân xa. Đầu tiên này, chúng ta phải chữa lành, nghĩa là chúng ta phải làm sạch cái nước trong hồ. Được chưa? Làm sạch nước trong hồ nó chỉ là một phần thôi. Cái điều tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải khai thông các kênh rạch giữa các hồ đó, khai thông các kênh rạch giữa các hồ, và chúng ta phải cần phải cân bằng lại để làm gì, để tránh trường hợp cái ông hồ nước này ông bị đục, ông bị bẩn, ông lại bị ảnh hưởng sang những thằng bên cạnh đó. Nghĩa là cái quá trình này chúng ta phải hiểu được về bản thân mình đang bị mất cân bằng ở đâu, mình đang gặp vấn đề gì, và sau đó thì chúng ta bắt đầu đi sâu hơn đó. Vậy thì quá trình này sẽ là cái quá trình mà chúng ta sẽ làm đều đặn, và tất nhiên thường thì sẽ là thời gian đầu thôi, bởi vì về sau á khi mọi người bắt đầu hiểu rồi á, mọi người sẽ tự động điều chỉnh được lối sống của mình nhá.
chúng ta sẽ tự động điều chỉnh lối sống của mình, đồng thời chúng ta hiểu được bản thân mình hơn, chúng ta sẽ nhìn được những tính cách đấy. Ví dụ như là trong những cái khu vực luân xa một này, luân gốc này, mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người để mọi người hiểu dễ hơn, rất dễ nhìn hết trong cuộc sống luôn. Và thậm chí là chính bản thân mình, là mình cũng sẽ lấy ví dụ cho mọi chính từ bản thân mình cho mọi người, để cho mọi người nhìn nhận nhá. Và khi chúng ta học về luân xa rồi, chúng ta phải, mọi người nhớ này, phải chấp nhận phần tối bên trong mình, bởi vì các anh chị đều có các phần tối bên trong mình không chấp nhận phần tối bên trong mình nhá, mình không bao giờ đối diện để mình đối diện những tổn thương của mình đâu đấy. Tổn thương của mình bởi vì những phần tối bên trong mình không chấp nhận những phần đấy, nên là chúng ta cố cố tình trốn tránh. Nên là chúng ta hiểu được để chúng ta chữa lành cho bản thân mình, đó chính là quá trình đi vào bên trong mình, không phải là là mình phải đi ra bên ngoài đâu, phải đối diện bên trong mình. Những cái này thì thông thường thì chúng ta không dám chia sẻ ra bên ngoài, và thường chúng ta chỉ chia sẻ khi mà chúng ta đã đạt đến một cái trạng thái nó cái năng lượng mình quá thấp rồi, mình phải cầu cứu những người bên ngoài, lúc đấy mình mới dám thổ lộ những cái điều mình không bao giờ nói. Mình đang nghe rất là nhiều, thực ra là mình nghe rất nhiều những cái chia sẻ đấy, bởi vì các anh chị thì thậm chí là những cái người bên cạnh mình, những người chồng người vợ mình á, mình ở người ta rất lâu nhưng mình còn không dám nói nhiều đấy, bởi vì nó là một sự tổn thương quá lớn, và thậm chí là mình không dám nói ra, bởi vì mình sợ rằng là mình nói ra người chồng người vợ của mình sẽ chê cười mình đấy. Thực ra nó chỉ là một sự tổn thương, sau này mọi người thấy nó vẫn là cái sự tổn thương ở trên các khu vực luân xa thôi. Nên là chúng ta khi mà chúng ta ổn định được một phần này thì các phần khác chúng ta làm rất đơn giản nhá. Thì đấy, mọi người hiểu chưa, nghĩa là các khu vực đây chính là các hồ chứa năng lượng, và chúng ta cần phải làm sạch không chỉ hồ chứa mà kể cả là những cái hệ thống kênh rạch này, nghĩa là tất cả những cái này đó chính là các khu vực năng lượng trên cơ thể mình, và chúng ta cần phải làm sạch những điều này đấy. Chứ mọi người nếu mà bảo làm sạch những cái trường năng lượng các thứ chẳng hạn, chúng ta không hình dung đâu, nhưng nếu chúng ta nghĩ là các khu vực này chính là các khu vực có các hồ nước, và chúng ta cần phải làm sạch nước trong hồ, trước tức là nước là thằng năng lượng, và thằng năng lượng này sẽ đi theo các đường kênh và nó sẽ kết nối từ luân xa một luân xa bảy, và không chỉ lượng bảy luân xa này đâu, nó đi khắp cơ thể mình, cũng giống như là các đường kinh mạch ấy. Nhưng mà hệ thống luân xa thì nó không giống các đường kinh mạch, nó chỉ có trùng trùng giống nhau thôi, bởi vì trong quá trình mà cái y học cổ truyền của người Ấn Độ thì nó có một cái bộ môn là cái bộ môn rất nổi tiếng, và tất nhiên là ở Việt Nam thì có một bên họ đào tạo ở bên Đà Lạt đấy, không biết là cái tên đấy đọc đúng là gì, Ayurveda hay là Ayurvedic gì đấy đó, thì nó cũng xấp xỉ bằng tuổi với cả ông Trung Hoa, y học cổ truyền Trung Hoa khoảng tầm 5.000 năm đó. Và cái hệ thống luân xa nó được nhắc tới ở trong kinh Vedanta, Vedanta nó không phải, đó là cái kinh phần sau của thằng Vệ Đà đó, là kinh Vệ Đà đã tồn tại 5.000 năm trước, tức rằng là không phải bây giờ người ta mới nói về luân xa, người ta nói về luân xa 5.000 năm trước rồi. Và trong rất nhiều nền văn hóa, kể cả là nền văn hóa của người Maya, người ta cũng nói về luân xa, nhưng mà cái số lượng luân xa lại khác nhau nhé, nó lại khác nhau, nó lại là năm sáu luân xa khác nhau, bởi vì có một vài cái nguồn thông tin, tất nhiên cái này là mình chỉ đọc trong sách thôi, là cái khu vực luân xa số 7 này ở một vài nền văn hóa không công nhận, nó không nhận, bởi vì thằng số 7 này nó vượt thoát khỏi ngoài ngoài cái điều gọi là những cái luân xa bên dưới rồi, họ chỉ công nhận từ thằng số 1 tới 6 thôi. Tại sao vượt thoát khỏi? Khi chúng ta học luân xa 7, chúng ta biết rằng là thằng số 7 chính là thằng giác ngộ, nó không còn thuộc về cái thế giới này nữa, nó thuộc về thế giới bên trên, tức là thế giới của thượng kia đó. Khu vực hồ hay kênh có xác định được không? Đi dần dần sẽ hiểu nhá. Khu vực bờ hồ nó sẽ có những cái vị trí riêng nhá, tuy nhiên ở một vài người nó sẽ hơi sai lệch một chút, nhưng thông thường nó không phải là một điểm nhá, nó không phải là một điểm giống như các huyệt, thậm chí một huyệt nó cũng không phải là một điểm, một huyệt thậm chí là, thực ra ấy, khi mà về sau mọi người hiểu về bấm huyệt đấy, chúng ta bấm khoảng tầm khu vực huyệt đấy với cái năng lượng của mình, nó đã bắt đầu vào huyệt rồi, nghĩa là các ông nào mà có năng lượng, các ông đấy bấm huyệt nhạy hơn những người không có năng lượng rất nhiều đó. Thì các khu vực hồ này nó có sự xác định, và có sự xác định rất rõ ràng, và nó sẽ ở trong khoảng tầm đấy, nhưng sẽ có những người mà nó bị bành ra, có những người mà rất hẹp đó. Rồi hơi chậm một tí đấy, cân bằng hệ thống xa này, những cái này thì chắc là mọi người đã biết rồi đúng không ạ? Vậy thì cân bằng bằng cách nào? Trong quá trình này chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu nhá. Đặc điểm này, chuyển động của nó sẽ là chuyển động theo chiều kim đồng hồ, tức rằng là đưa cái năng lượng vào, thì thông thường là các luân xa nó sẽ đi theo vòng chiều kim đồng hồ, và chuyển động ngược chiều kim đồng hồ chính là giải phóng năng lượng đó, giải phóng năng lượng. À, về sau chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật để chúng ta biết rằng là các khu vực luân xa này của chúng ta nó đang như thế nào, và thông thường để đưa hết về, tức là khi mà chúng ta thực hành ấy,
chúng ta rất có thể chúng ta cảm nhận được một vài thằng nó bay hơi bị lệch một chút, tức rằng là nếu mà chuẩn của nó ra thì chúng ta cần phải đưa tất cả thằng này đi theo đúng cái chiều kim đồng hồ, là mình sẽ phải đưa nó đi theo chiều kim đồng hồ. Nhưng có một vài người thì cái chiều kim đồng hồ họ lại không thuận, tức rằng là của họ đã quay ngược từ trước rồi đó, thì chúng ta phải tự mình ngồi thiền. Nhưng thực ra trong tất cả những trường hợp mà mình gặp á, và kể cả những phương pháp để cân bằng luân xa mà mình đã từng học và cũng đã ứng dụng rồi, thì luôn luôn là đưa về trạng thái là đưa trạng thái về về chiều theo chiều kim đồng hồ. Được chưa? Tức là cuối cùng như thế nào sẽ đưa vào theo chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên trước khi mình đưa về theo chiều kim đồng hồ, chúng ta rất hay làm một cái, đó chính là giải phóng năng lượng ở khu vực luân xa đó, tức rằng là cho nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Nghĩa là sẽ cho nó quay ngược chiều kim đồng hồ trước và sau đấy thì mới bắt đầu đưa về chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên mọi người hoàn toàn có thể đưa luôn về chiều kim đồng hồ đều được. Được chưa? Nghĩa là nếu chúng ta hình dung, chúng ta nên hình dung luôn về việc là nó xoay theo chiều kim đồng hồ, và chiều kim đồng hồ này nó sẽ hướng về bản thân mình. Đó, nghĩa là đi theo cái chiều kim đồng hồ, nghĩa là mọi người nhìn xuống ấy là nó bắt đầu đi theo chiều kim đồng hồ. Mọi hình dung ạ. Mọi người nhìn từ mình nhìn từ từ trên xuống dưới này, ví dụ khu vực bụng mình chẳng hạn, nó sẽ đi theo chiều kim đồng hồ ở theo cái chiều đấy. Được chưa? À, thì với cái sự giải phóng này ấy, tại sao phải giải phóng năng lượng, bởi thực chất ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn này, tại sao chúng ta lại cần phải hiểu về năng về luân xa. Ví dụ đá này chẳng hạn, đây nhà mình có rất nhiều đá. Ai chơi những dạng đá crystal này không? Mình có hẳn một shop bán đá luôn. Rất nhiều đá ở đây. Ở đây thì không có. Đây đá này. Một cái trụ selenite. Được chưa? Các bộ môn năng lượng liên quan đến năng lượng thì tại sao nó lại liên quan đến đá? Tại sao nó lại liên quan đến tinh thể? Tại sao nó lại liên quan đến crystal? Đó. Và tại sao các bộ môn năng lượng lại liên quan đến luân xa? Cái thằng đá với cả luân xa nó có một cái rất giống nhau. Được chưa? Đá với luân xa có một cái rất giống nhau. Đó, đố mọi người biết cái ông mấy ông đá tinh thể này với luân xa nó có gì giống nhau. Đố mọi người biết. Và chính cái khái niệm này sẽ đưa chúng ta đến cái khái niệm chữa lành. Đây có người nói đúng rồi này. Hấp thụ và giải phóng năng lượng, chính xác. Nhá. Đúng rồi, nó chính là hồ chứa năng lượng. Cái thằng đá này và luân xa của chúng ta nó có một cái điểm chung, để sau này mọi người khi mọi người chúng ta học cái cách chữa lành luân xa với đá nhé, sau này mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại đưa ra điều này. Cái đá này với cả luân xa, cái đây chỉ là một trong những loại đá bình thường, nhưng sau này đến khi mà chúng ta học về sử dụng tinh thể để chữa lành luân xa, lúc đấy mình sẽ lấy nhiều đá hơn ra cho mọi người xem. Ông đá này và ông luân xa này nó có một điểm giống nhau là nó tích trữ năng lượng, nó tích trữ năng lượng và nó cũng giải phóng năng lượng. Đó. Các anh chị mà học về đá nhé, anh chị mà hiểu về đá, anh chị rất mê đá. Và khi bắt đầu mình hiểu về đá rồi, mình cầm những viên đá trong tay này, mình sẽ có cảm nhận khác ngay với việc là mình không biết về đá. Cái này thì nếu mà trong cái chương trình học mà kéo dài thì thêm thì mình sẽ nói cho người thêm về đá. Nó rất hay đấy. Nhá. Thì bởi vì cái đá này ở Việt Nam không dạy. Ở Việt Nam không dạy, chỉ có các shop bán đá, và các shop bán đá nó chỉ trích một vài dòng thôi. Cái đá này nó là một cái dạng chữa lành cực kỳ tốt, nhưng bởi vì ở Việt Nam thì đa phần là sẽ là đi về dạng đá phong thủy, không đi theo hướng healing, tức là hướng chữa lành, mà tất cả những thứ mình làm thì nó lại đi theo hướng chữa lành, nên là mình sẽ chia sẻ cho mọi người theo góc nhìn về chữa lành nhé. Rồi, ông đá này chắc chắn rồi, đá có tích trữ năng lượng và giải phóng năng lượng. Tích trữ năng lượng bởi vì khi chúng ta sạc năng lượng vào đá thì thằng đá này nó bắt đầu là nó tiếp nhận năng lượng, và khi nó tự mình một nó mình có một vài dạng nó sẽ tự động giải phóng năng lượng, tức rằng là các anh chị đeo những viên đá này vào người cạnh người thì chúng ta sẽ được cộng hưởng năng lượng với nó. Tuy nhiên ông luân xa không chỉ là một chút ta nghe là nó sẽ đi năng lượng vào đi ra, đúng không ạ? Ông luân xa có một đặc điểm nữa rất giống ông đá này, vừa nãy mà không nói được ra mà không nói được ra cái điểm đặc điểm này quan trọng hơn điều kia, đó chính là nó lưu trữ thông tin. Những viên đá này lưu trữ thông tin, được chưa? Nó lưu trữ thông tin là lưu trữ năng lượng của các, nó lưu trữ năng lượng của các dạng, gọi là của những cái dạng năng lượng mà nó tiếp nhận. Thằng đá này này, tất cả các dạng đá nhé, nó như một thanh USB, nó lưu trữ hết tất cả thông tin. Và ông luân xa mình cũng thế. Và thằng luân xa này nó lưu trữ toàn bộ tất cả các thông tin từ lúc chúng ta sinh ra đến thời điểm tại. Và mọi người hiểu rằng là nó sẽ chữ cả những cái sự tổn thương,
nó chữ cả những cái vấn đề và chữ cả những cảm xúc bị tắc nghẽn ở khu đấy, nếu trong chúng ta trường hợp chúng ta không để ý. Được chưa? Nên vì lý do này khi mà mọi người thực hành lên trên các khu vực luân xa, rất có thể là cái năng lượng giải phóng ra nó lại chính là các cảm xúc, nó lại chính là những cái tổn thương. Đấy, hôm nay là mình có dạy một lớp, mình có dạy một lớp và khi cái cảm xúc giải phóng ra, tất nhiên rồi, không phải ai như thế, mà tầm 5-7 người sẽ có một người như thế, là bạn đấy bạn khóc kinh khủng khiếp, không biết là có trong cái phòng này không, khóc kinh khủng khiếp. Đến lúc mà cuối buổi mình bảo bạn lên và chia sẻ về cái trải nghiệm, mình nhìn thấy sụt sùi mình biết ngay rồi, thế nào bạn này bạn khóc rồi. Đến lúc mà lên gọi mà không thể nào bạn nói ra được, mà bạn nói chung là cái cảm xúc nó đẩy ra quá nhiều đó, thì trong quá trình về sau á, rất có thể các anh chị nhá, khi mà thực hành các phương pháp chữa lành như thế này, cảm xúc đẩy ra cực kỳ nhiều, các anh chị tự mình khóc nhá. Thì những cái điều này là cái điều hiển nhiên nhá, bởi vì nếu mình không giải phóng được những cảm xúc ra, không bao giờ mình thoát khỏi được những vấn đề hiện tại trong cuộc sống đâu. Và những cảm xúc này thậm chí chúng ta còn không biết nó đến từ đâu, nhưng khi chúng ta thực hành về các, như chúng ta thực hành các kỹ thuật về liên quan đến các vụ này, tự mình sẽ được giải phóng đó. Và mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người những cách thức để mọi người tự bảo vệ bản thân mình trên buổi đá, chắc là sẽ chia sẻ cho mọi người ngắn gọn thôi nhé, không không có đi sâu về đá. Trong trường hợp mọi người muốn hiểu về đá hơn, mọi người có thể là mua đá xong này để bọn shop nó tư vấn cho nhé. Đấy, bọn shop tư vấn cho, nó sẽ tư vấn một phần thôi, còn để chúng ta hiểu sâu hơn về đá, hiểu về crystal healing, tức rằng là sử dụng đá chữa lành, thì nó lại là một cái phần khác, nó không liên quan gì những buổi này cả. Chúng ta chỉ đi một phần ít đòi về 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 các loại đá liên quan đến xa thôi nhá. Rồi, thì mọi người hiểu hiểu chưa? Tức rằng là chúng ta lưu trữ rất là nhiều cái thông tin của chúng ta lên trên các trường năng lượng của mình, đặc biệt ở các khu vực luân xa, và mỗi luân xa nó sẽ có những khu vực lưu trữ thông tin khác nhau, và nó ảnh hưởng lên trên những cái, mỗi một ông luân xa nhé, nó ảnh hưởng lên trên những cái hành động của chúng ta trong cuộc sống khác nhau. Và những hành động này khi chúng ta bắt đầu hiểu được về nó rồi, chúng ta bắt đầu có thể đoán định được về cuộc đời người kia, nó sẽ theo một mô thức giống nhau nhá, giống y chang nhau. 10 người, cả 10 ông bị ảnh hưởng luân xa này, và một hai luân xa còn lại, mình khi mình kiểm tra mình check ra thấy mình đọc 10 ông giống y chang nhau, không khác một cái gì cả đó. Đôi khi khác nó chỉ là khác về giới tính đấy, mà hiểu chưa? Những cái này thì học đã hiểu đã. Mình không dạy về crystal healing nhá, mình không dạy về crystal healing. Tuy nhiên những cái dạng đá nào để healing các thứ về sau chẳng hạn, mình có thể là mình sẽ quay clip lại. Bởi vì crystal healing này, tại sao mình không dạy về crystal healing mặc dù mình đã học về về nó và mình ứng dụng nó rất nhiều? Bởi vì crystal healing nó là một mảng cực kỳ lớn, nó rất rất rộng lớn, giống như các mảng về năng lượng ạ. Và cái số lượng đá này các anh chị có thể ứng dụng được ở Việt Nam quá ít, nó không đủ đó. Ví dụ là đưa ra tầm khoảng 30 40 loại đá, nhưng ở Việt Nam nó chỉ khoảng mười mấy loại thôi, thì làm sao mà đủ được, được chưa? Luân xa có lưu trữ nhá, có lưu trữ cả kiếp sống khác nữa. Tuy nhiên những cái kiếp sống, nghĩa là cách kiếp sống hiện tại gần đây này, là nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, bởi vì nó là một trong những cái thằng làm đầu tiên. Bây giờ chúng ta cái phần này nó không có ở trong phần nó không có ở trong phần tài liệu này đâu, đây là một phần khác để mình bổ sung thêm cho mọi người. Cái quá trình phát triển luân xa chúng ta để hoàn thiện đấy, nó sẽ ứng theo cái chu kỳ phát triển của con người, nó sẽ ứng theo cái chu kỳ phát triển của con người. Và cái quá trình này chúng ta có thể nhìn nhận được ngay bây giờ, trước khi mà mình vào từng cái luân xa cụ thể, mình sẽ nhìn mình sẽ nói cho mọi người về cái quá trình phát triển luân xa, và mình sẽ trình bày cho mọi người. Thì có thể là cái buổi